Hi, xin chào mọi người đã quay lại với kênh Huê Trần Vlog Nhật ký cuộc sống Mỹ. Mọi người ơi, hôm nay mình sẽ dẫn mọi người đi cái ngôi chợ Kim Long Market, là ngôi chợ Việt Nam mà bữa nay là mùng 2 Tết người ta quay múa lân nha mọi người nhá. Mọi người sẽ cùng đi với mình nhá. Bữa nay người ta có nổ pháo luôn, nó đã hai mươi mấy năm rồi mình không được nghe tiếng pháo. Bữa nay mình sẽ quay lại cái giờ phút nổ pháo cho mọi người xem lại nhá. Mọi người cùng đi với mình nhá. Thank you.
Mọi người ơi, hôm qua hôm nay mình đi cái ngôi chợ Kim Long của người Việt Nam ở tiểu bang mình nhá, thì mình quay người ta múa lân ngày mùng 2 Tết, thì có nổ pháo luôn mọi người ạ. Thì nếu mà mọi người thấy hay thì mọi người đăng ký và subscribe cho mình nhá. The Happy New Year, chúc mừng năm mới, bye bye.